Chào mừng các bạn đến với kênh Tiến Tài của mình. Kênh Tiến Tài là nơi chia sẻ về những kiến thức xe máy cũng như là trải nghiệm những sản phẩm mới, những công nghệ mới được áp dụng vào lĩnh vực xe máy. Vâng, rất vui mừng khi gặp các bạn trong video hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng, các bạn. Ngày nhân gian người ta nói là ngày vía thần tài ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau trong video đầu tiên của năm Quý Mão ha các bạn. Lời đầu tiên cho Tiến Tài xin chúc toàn thể anh em thợ trên cả nước một năm Quý Mão an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ha. Rồi, trong video hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một cái vấn đề, đó chính là cái máy Smart Tool của mình ha các bạn. Tại trong thời gian qua mình gặp khá là nhiều anh em thợ gặp trường hợp trên máy Smart Tool của mình, đó chính là trường hợp lỗi kết nối trên xe ha các bạn. Trước đó các anh em vẫn sử dụng máy Smart Tool bình thường, nhưng một ngày đẹp trời nào đó thì anh em lại đem cái máy Smart Tool của mình ra kết nối với xe lại không kết nối được, thì trên máy của mình sẽ thể hiện là lỗi kết nối ha các bạn. Rất là nhiều anh em gặp trong trường hợp này. Thì hôm nay video đầu tiên của năm Quý Mão mình sẽ nói cho các anh em hiểu về vấn đề tại sao máy Smart Tool lại bị lỗi trong trường hợp này ha các bạn. Nguyên nhân đó thì mình cũng nói luôn, đó là chính là trên dòng xe là Exciter 150 của mình, dòng 2015 đến 2018 của mình, do anh em kết nối nhầm dắt ha. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái dòng xe là S150 đời 2015-2018 này, nguyên nhân tại sao mà khi kết nối máy Smart Tool trên dòng xe này lại gây ra lỗi thiết bị máy Smart Tool. Thì video hôm nay mình sẽ giải thích rõ nguyên nhân cho các anh em hiểu, và cũng mong anh em sẽ tránh được những trường hợp này trong những thao tác kế tiếp ha các bạn, để giúp cho cái công việc của mình sẽ trở nên là thuận tiện hơn, cũng như tránh những cái rủi ro mà chúng ta không mong muốn. Rồi, mời các bạn xem video. Anh em lưu ý dòng Exciter đời 150, đời 2015-2018, anh em sẽ lưu hết sức lưu ý giúp mình ha. Đây chính là cái giắc độc lõi của nó nè. Anh em sẽ thấy nè, một bên của mình giắc độc lõi sẽ là hình tam giác nha anh em. Hình tam giác, và các anh em lưu ý một bên của nó sẽ là đầu 3 dây nè, và một dây trong đây sẽ có một dây là dây độc lõi nè, giống như là những dòng xe Yamaha thông thường một dây là các bạn sẽ thấy là màu xanh lơ nè các bạn. Và đầu còn lại sẽ là một dây, các bạn để ý đây, đầu còn lại là một dây. Thì khi đó thì cái giắc này chính là cái giắc độc lõi DLC nha các bạn. Các bạn hết sức lưu ý, rất là nhiều anh em thợ sẽ lầm đối với là giắc này, giắc đèn lái cũng là giắc 3 dây, cũng là một cái giắc hình tam giác và một đầu 3 dây nè, nhưng mà 3 dây khác nhau hoàn toàn nè anh em ha, khác nhau hoàn toàn. Tại vì trên xe khi mà xe Exciter mà có dàn áo đầy đủ rồi á, thì hai cái giắc này nó nằm khá là gần nhau, nên là khi anh em tìm thấy rồi mà mình quên để ý á, coi cái giắc này đúng là cái giắc độc lõi hay không ha, hay là giắc cái đèn lái sao, vô tình anh em sẽ đúc cái giắc, cái đầu độc lõi của chúng ta vào cái giắc đèn lái này thì sẽ gây ra lỗi máy Smart Tool 2 ha. Khi đó anh em cấm kết nối với tất cả các hãng còn lại sẽ bị lỗi, thì trên thiết bị của mình sẽ báo lỗi kết nối ha các bạn. Lý do dây cái giắc này là giắc đèn lái thì điện, nguồn điện của nó sẽ là 12V, đối với khi mà cái chân mà kết nối vào chân DLC đó, khi đó nó sẽ gây ra tình trạng là lỗi cái chân DLC ha. Các bạn sẽ lấy đầu 3 dây nè, và bên đây vẫn là đầu 3 dây nè, hết sức lưu ý giúp mình nha. Khi mà máy Smart Tool kết nối lộn giữa giắc đèn lái và giắc đầu độc lõi DLC thì khi đó máy Smart Tool của bạn sẽ bị lỗi ngay lập tức. Và các bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách là lấy máy Smart Tool đó, chúng ta sẽ kết nối vào các dòng xe còn lại, điển hình như dòng Honda. Nếu như trên máy Smart Tool báo là máy là bị lỗi kết nối thì các bạn hiểu rồi là hiện tại chúng ta đã kết nối sai giắc, sẽ gây ra lỗi tình trạng. Nguyên nhân lỗi là máy Smart Tool sẽ không kết nối được với các dòng xe còn lại ha các bạn. Bây giờ mình sẽ kết nối với xe
cho các bạn xem nè. Đối với dòng xe Yamaha sẽ có hai loại, một loại là hình tam giác, cái giác độc lõi hình tam giác, và một loại á là chỉ một cọng dây ha. Và các bạn lưu ý nha, đối với dòng Yamaha khi mà cái giác độc lõi của nó hai bên có hai dây như thế này thì bắt buộc các bạn cần phải kết nối cả hai giác hai đầu bên đây luôn. Tại vì mình cũng gặp khá là nhiều trường hợp anh em hỏi Tài ơi, có cần kết nối giác bên đây hay không ha. Này, chúng ta sẽ kết nối các bạn ha, giác đực và giác cái kết nối bắt nối tiếp như thế này thôi. Khi chúng ta kết nối rồi á thì trên máy Smart Tool của chúng ta sẽ thể hiện đây. Kết nối được với là có nguồn điện. Đối với dòng Yamaha của mình, giác hình tam giác sẽ lấy nguồn điện trực tiếp cho máy luôn. Ngoại trừ dòng Yamaha mà một giác á, thì chúng ta mới là sử dụng là cái giác nguồn ha các bạn. Sau khi chúng ta kết nối đúng với giác độc lõi nè các bạn, nhớ lưu ý giúp mình nha. Kết nối đúng với giác độc lõi của Yamaha, sau đó chúng ta sẽ tiến hành vào máy nè. Mình sẽ kết nối vào máy Smart Tool cho các bạn xem ha. Để độc lõi đó thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn vào phần động cơ, và chúng ta sẽ tiến hành là chọn hãng Yamaha giúp mình. Chọn hãng Yamaha và tiến hành nhấn Enter. Đối với dòng Yamaha thì các bạn lưu ý giúp mình ha, thì trên đây á, sẽ chia ra làm 3 dòng. Đối với dòng trước 2018, các bạn lưu ý, anh em thợ gặp ngay tình trạng này, bị lỗi rất là nhiều tình trạng như thế này. Trước 2018 thì anh em lại nghĩ là 19, 20, 21. Sau 2018 thì anh em lại là nghĩ là 17, 16. Hoàn toàn sai nha các bạn. Trước 2018 có nghĩa là 2017, 2016. Có nghĩa là 2018 đổ về trước ha. Còn sau 2018 thì có nghĩa là 19, 20, 21, 22. Còn trước 2018 có password key thì các bạn sẽ chọn giúp mình là cái hàng này ha. Đời này là Exciter 150, đời 2015, 2018 thì chúng ta sẽ chọn là trước 2018 giúp mình. Chúng ta sẽ tiến hành nhấn Enter. Thì thiết bị máy Smart Tool sẽ tự động kết nối với xe mà không cần phải tìm xe ha các bạn. Một tính tối ưu trên máy Smart Tool. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành đọc lõi. Đây, một cái phần hết sức chú ý đối với anh em thợ khi kết nối với dòng Yamaha, các anh em phải chú ý giúp mình là phần này. Trên máy Smart Tool thông báo rất là rõ ràng. Khi các bạn bỏ qua cái thao tác này đó, thì máy Smart Tool sẽ báo lỗi ngay lập tức ha. Đây là quy trình của dòng Yamaha. Mình xin nhắc lại, đây là quy trình của dòng Yamaha. Yêu cầu các bạn là tắt, bật khóa điện và nhấn Enter. Thì chúng ta sẽ tiến hành tắt khóa, sau đó chúng ta sẽ bật khóa điện lên và tiến hành nhấn Enter. Đây, các bạn sẽ thấy ha, sẽ báo lỗi nè. Mã lỗi của chúng ta là mã lỗi 21 nè các bạn ha. 1/2 có nghĩa là hiện tại là cái nội dung mã lỗi đầu tiên tổng trên là 2 mã lỗi. Và cái nội dung của nó là lỗi mạch tín hiệu cảm biến nhiệt độ động cơ ha. Và chúng ta sẽ nhấn mũi tên qua phải để xem cái mã lỗi còn lại. Mã lỗi của nó là 30, lỗi mạch cảm biến góc nghiêng của trên xe ha các bạn. Hiện tại trên xe của chúng ta sẽ có 2 mã lỗi như thế này ha. Các bạn hết sức lưu ý ha. Bây giờ mình thao tác lại cho các bạn xem nè. Mình chọn đời trước 2018, đọc lỗi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ qua luôn cái thao tác là tắt khóa, bật khóa cho các bạn xem nha. Đây, đây, các bạn thấy lỗi kết nối, kiểm tra đầu cáp DLC, khóa điện, ắc quy, chân dắt eSIM ha. Mình biết các bạn sẽ gặp tình trạng này rất là nhiều lần, nhưng mà không biết là thao tác của mình do đâu hay do máy mà lại gây ra tình trạng là lỗi như thế này. Thì cái video hôm nay á, video đầu xuân hôm nay thì mình sẽ có cách giải thích rõ ràng hơn cho các bạn. Đầu tiên của các bạn, đối với dòng Yamaha mà gây ra tình trạng lỗi á, đầu tiên của các bạn á, là cần phải kết nối đúng giác giúp mình nha. Hết sức lưu ý, đối với dòng Exciter 2518 phải kết nối đúng giác, nếu kết nối lộn giác gây tình trạng lỗi máy ha. Mình sẽ kết luận lại những nguyên nhân gây ra tình trạng là khi máy Smart Tool 2 của chúng ta kết nối trên là dòng là Yamaha sẽ báo là
đổi kết nối ha. Một là phải đúng dắt, hai là các bạn cần phải chọn đúng đời xe giúp mình, ba là các bạn phải thực hiện đúng thao tác của máy yêu cầu. Nếu các bạn bỏ qua mà các bạn nhấn enter luôn thì báo lỗi ngay lập tức ha. Thì trên đây mình video hôm nay mình sẽ giải thích rõ ràng cho các bạn biết nguyên nhân tại sao máy Smart Tool gây ra tình trạng lỗi kết nối, nguyên nhân tại sao các bạn khi kết nối trên dòng Yamaha các bạn lại gặp tình trạng lỗi kết nối như thế này. Thì mong video hôm nay sẽ giúp cho các bạn hiểu nhiều hơn ha. Trong quá trình xem video, các bạn thấy video hữu ích thì các bạn hãy like, subscribe, đăng ký kênh giúp mình để giúp cho kênh Tiếng Tài ngày càng phát triển hơn ha. Rồi, hẹn các bạn trong video lần sau.